Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Mọi thứ đã chuẩn bị xong nhá. Đó. Bây giờ thì Mai sẽ về nhà Mai tắm, Mai thay quần áo và Mai sẽ xuống để phục vụ tối nay. Ơ cô chú anh chị bạn thấy không? Đó. Quá. À. Đó cô chú anh chị bạn thấy không? 141 người nha. Đó. Và đây là chỗ chơi DJ tối nay. Cho cô chú anh chị bạn xem nhá. Quả này là cái máy cày kéo đội xuất phát từ Pompier. Bonjour. À, bonjour. Hello, toi. Coucou. Xuất phát từ phòng cháy cháy ở làng của Mai nhá, xuất đi diễu một lượt vòng làng, sau đó là sẽ về chụp hình kỷ niệm. Quả này diễu vòng làng ấy là ai mà sinh vào đua đít ba nhá. 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3 2000 điểm ba, 2013 nữa. Đó, nhạc nổi đấy à. Đây là món quà của Mai nha, đây là món quà của Mai nha. C'est pas moi. C'est Enzo, notre co-président. Xem là ai là người chủ. Tu vérifies les numéros quand même parce que je n'étais pas sûre. Merci. Nous avons un saucisson en l'arrivée. Le numéro 152. Toujours par Flo, traiteur. Carlos. Sau khi mọi người ăn l'apéritif rồi là đến món khai vị. Sau khi món khai vị thì mọi người có thời gian để chơi những trò chơi. Tất cả những người mà họ tham gia cái bữa tiệc này đó, tùy nhá, ai có điều kiện hoặc ai muốn hay không đó, thì sẽ tặng những món quà. Giống như là chú Mai thì tặng 2 suất ăn 250 ơ ở cái nhà hàng nào đó. Nếu mà ai bốc thăm trúng thưởng thì được thưởng cái đấy, cũng nghĩa là rất là vui. Trong thời gian chơi thì như cô chú anh chị bạn vừa thấy đấy, Mai có quay lại cho cô chú anh chị bạn xem. Và bây giờ thì là món chính bắt đầu. Trong gian bếp của Mai thì có mẹ này, Mai này, đó, với em mề phụ Mai. Nhưng mà ngoài ở chỗ phục vụ ở ngoài thì rất là đông nhá. Ở bên Konski đó, là cái bữa tiệc này đó, họ đã trả cho Mai 4 nhân viên, mà 4 nhân viên rất là chuyên nghiệp nhá. Họ chuyên đi phục vụ nhà hàng nhá. Họ rất là biết việc.
Còn đôi là em mề và người yêu của Gao Bàn thì là chỉ là tay ngang thôi, có nghĩa là Mai nhờ như thế nào thì làm như vậy. Còn bốn nhân viên mà bên công ski này họ thuê đó là họ rất là chuyên nghiệp, họ biết họ re hết ở ngoài phòng ăn, còn Mai đó là chỉ có re ở trong cái nhà bếp này thôi. Người yêu Gao Bàn thì với lại em mề đó thì hộ Mai có 5 tiếng, tại vì thời gian Mai chỉ làm tới món chính thôi là hai người được về. Tại vì bốn nhân viên này đó họ sẽ làm cho đến tận cuối bữa, vì Mai không có làm tráng miệng. Giống như là bánh này, format này thì là công khi họ tự làm và họ đặt bánh của cái người làm ở làng của Mai. Nên họ hỗ trợ cho Mai, cho em mề 50 đồng và cho người yêu Gao Bàn 50 đồng. Thế là Mai trả cho em mề một tối 5 tiếng là 80 đồng, tương đương với lại 2 triệu có lẽ một chút cho em mề. Còn người yêu Gao Bàn thì Mai trả 100 đồng là tương đương với lại 2 triệu 650 cho 5 tiếng làm việc cho Mai nhé. Còn bốn nhân viên này đó, như là bác này áo trắng này, một cái bác đứng đằng sau này, một cái anh nhân viên con trai thì anh ấy rất là giỏi, nói chung là anh ấy chuyên đây anh này, anh ấy chuyên về phục vụ những cái tiệc lớn ấy, thì các anh ấy được trả 18 ơ một giờ. Tại vì anh ấy làm cũng sớm và về rất là muộn đó, thì 18 ơ một giờ thì tính cái tiền Việt Nam mình cũng tương đương với khoảng cứ gần 500 nghìn một giờ. À, nhưng mà đặc biệt thì Mai được bên công ski họ hỗ trợ cho em mề và cho người yêu Gao Bàn 50 ơ một người đó. Nên là Mai cho thêm là hai con lương còn được cao hơn mọi người đó. Đây là bữa tiệc lớn nhất mà Mai tự làm nhá, không có làm chung với lại sếp. Đó, Mai tự làm nên là mẹ xuống hỗ trợ này, ông xã cũng xuống hỗ trợ này, Luca cũng tới hỗ trợ Mai. Đặc biệt thì thật sự là quá nhiều người trong bếp không cần thiết. Đầu tiên thì Mai sợ đó là mình không có làm kịp á, nhưng mà bên công ski đã có 4 người phục vụ rồi nên rất là thoải mái. Khi mà vợ chồng sếp tới đó mang đồ hâm nóng cho Mai, như là món khoai tây nấu kem á, thì hai vợ chồng sếp cũng ở lại phụ Mai ra xong món chính ấy, thì vợ chồng sếp mới về. Nói chung là ai cũng hết lòng với Mai, nhiệt tình giúp đỡ Mai. Để ra được 141 khách rất là thành công mà Mai rất là vui. Về nấu ăn ấy, thì Mai không có sợ, tại vì nấu ăn thì nó trong tầm tay của mình rồi. Hầu như là nó tự nấu, chỉ quan trọng nhất là kỹ thuật nấu như thế nào thôi, để cho thịt nó mềm, sốt nó ngon. Đấy, cái đấy kỹ thuật nấu thôi. Chứ còn Mai nấu 100 người chứ 200 người thì cũng không cần ai phụ Mai, Mai tự làm được hết. Sau khi phục vụ món chính ấy, thì bây giờ Mai ra ngoài nhà ăn, Mai hỏi thăm khách hàng. Đó, cô chú anh chị các bạn thấy không? Mai vừa ra một cái đấy là cái bàn của ông thị trưởng, mọi người đều vỗ tay chúc mừng Mai, khen thịt rất là ngon, đồ rất là ngon. Thật sự lần đầu tiên Mai làm một mình 140 khách mà được khách phản hồi rất là tốt nhé. Hầu như là khen chứ không có bị chê, từ đầu bàn cho tới cuối bàn. Đó, ông thị trưởng là người mặc áo phông trắng này, áo di lê đen ở ngoài đấy. Ông thắc mắc là khi mà ông ấy tới bị muộn quá, thế là ông không ăn được cái món nem của Mai, ông rất là tiếc. Tại vì nghe rất nhiều người nói về cái món nem của Mai rồi, nhưng mà chưa có hội được ăn. Là Mai mới nói là thứ bảy này đó là Mai sẽ tới Mai làm công ích ấy, để dạy họ làm món nem đó. Thì ông sẽ được ăn thử nem chính tay Mai làm, theo ông ở ok sẽ hẹn Mai vào thứ bảy tuần này. Bao giờ thì Mai phục vụ khách xong nhé, thì Mai cũng ra, Mai chào khách và Mai hỏi thăm khách sẽ làm món ăn của mình thế nào. Nói chung là mình muốn biết phản hồi của khách. Và tất nhiên là mình không có hỏi thẳng là có ngon không, thấy thế nào, nhưng mà mình ra mình nói chuyện với khách để xem là khách phản hồi thế nào đó. Và người Pháp họ rất là thật nhá, họ không thích họ nói không thích, hoặc là họ nói không tồi, chứ họ luôn luôn không có chê mình một cách miệt thị. Nhưng mà không ngon họ sẽ không bao giờ họ nói là ngon, thế họ rất là trung thực. Có một đặc điểm là nếu mà họ không thích thì họ sẽ nói là họ không thích ăn món này, hoặc là ăn món này nó không hợp gu của mình. Tại vì ẩm thực á, thì không được nói mạnh. Ngay như trong một gia đình ấy,
mỗi người thích một hương vị khác nhau, hoặc mỗi người có một cái sở thích ăn khác nhau. Đó, giống như người thích ăn đầu, người thích ăn chân, hay là người thích ăn xương, người thích ăn mỡ, người thích ăn lạc, đó là khác nhau. Nên là cái món thịt bê Mai làm á, thì rất nhiều khách phản hồi thích, nhưng bản thân Mai thì Mai lại không thích lắm vì nó rất là lạc. Đó, nó không bị khô nhá, nó rất là mềm, nhưng mà Mai lại thích ăn nó mỡ mỡ hơn một chút. Đó là theo cái khẩu vị của mình. Nhưng mà người mà thích ăn mỡ thì cái món hôm nay là họ sẽ không thích, nhưng người thích ăn lạc thì rất là khen. Mai rất là vui, nói chung là được tất cả mọi người phản hồi từ món lapidachip khai vị của Mai mà cho tới món chính, ai cũng khen. Đến bàn này đó, cái chị đang nói chuyện với Mai đó, chị nói rằng là chị không bao giờ chị ăn thịt bê, mà đây là lần đầu tiên chị ăn, là Mai rất là vui. Và bên cạnh thì chị nói rằng là từ ngày ăn những cái tiệc sinh nhật chung ở làng ấy, đây là cái bữa ăn chị ăn ngon nhất. Thật sự là hôm nay thì Mai không quay được nhiều nhá. Khi mà làm món khai vị đấy thì Mai tập trung Mai làm, lúc đó thì Mai không có quay. Khi làm món chính ấy thì Mai để máy quay. Mai quay mà nhân viên phục vụ không có biết đấy, nên là họ chạy ra, họ chạy vào thì họ làm đổ máy quay của Mai. Thế là nó gãy luôn cái chân trống á. Thế là mình không có, nó có ba chân thì gãy mất một chân. Vì vậy mà Mai không quay được. Hiện tại Mai đang đi chào nói chuyện với khách ấy, thì là được Luca quay cho Mai đó, chứ Mai không còn để chân được nữa. Nên là hôm nay Mai quay được rất là ít. Và đến cuối cùng, sau khi mọi người ăn uống đó, thì họ ăn món format trắng này, sau đó là mọi người nhạc nổi lên, cái là mọi người giải nhảy hết mình. Hòa Mai cũng hòa nhịp với mọi người, tại vì khi mà có tiếng nhạc ấy, thì Mai không được sử dụng nhạc. Nên là mình không quay được nhiều, vì có quay được thì không sử dụng được những cái đoạn như vậy đó, nên là Mai bắt buộc Mai phải dừng máy quay. Mai quay được rất là ít, mong cô chú anh chị các bạn thông cảm. Được cái làm việc ở làng thì rất là vui nhá, hầu như ai cũng biết mình nhá. Mai mà dưa máy quay lên một cái thì ai cũng giơ tay chào rất là thoải mái. Và ai cũng biết là mà làm YouTube rồi đó, nên là không có vấn đề gì cả. Đó, bạn Mai còn kêu này, chưa đưa máy quay đi để bạn quay cho Mai. Nhưng mà Mai bảo là không, yên tâm đi, mọi người cứ nhảy đi, xong rồi Mai cũng hòa nhịp cùng mọi người, rất là vui luôn á. Sau khi mà phục vụ xong món chính ấy, là tất cả mọi người về hết nhá, như là mẹ chồng này, ông xã Mai này, nói chung người nhà Mai về hết, chỉ còn duyết Mai thôi. Đúng ra đó là rửa xong bát cái món chính là Mai được về đó, tại vì là Mai, công việc của Mai là chỉ tới đó thôi, chứ Mai không có làm tráng miệng. Và họ thuê 4 nhân viên phục vụ ở ngoài đấy để dành cho món tráng miệng, và họ làm hết, rửa bát rồi là dọn bếp sau họ mới được về. Nhưng mà Mai vẫn ở lại nhá, vì mình rất là vui. Cái thứ hai nhá, là mình là người nấu chính trong bếp mà, và mình là người quản lý cái bếp mà, nên là khi Mai về thì cái bếp phải thật sạch thì Mai mới về. Trước khi chào bạn bè về đó, ông xã Mai bị bạn bắt lại nhảy. Mà ông xã Mai mà nhảy người khác thì cứng đơ đó. Nói chung là anh không thích nhảy, nhảy với vợ cũng vậy, mà khổ thân chưa, vợ thì nhiệt tình cổ vũ, nhưng mà cứ nhảy nhảy một chút là bắt đầu anh ấy đơ ra, thế là bạn cũng phải buông tay thôi. Đó, hai bạn của ông xã, cô chú anh chị bạn nhớ lần trước sinh nhật bạn ở Lyon đó, tất cả đây là bạn thời học với ông xã Mai từ lớp mẫu giáo ấy. Bây giờ thì ông xã bây giờ nhà Mai về hết cả cái em mệt, chỉ còn lại Mai một mình cho đến tận cuối tiệc Mai mới về. Tráng miệng đây cô chú anh chị các bạn. Bây giờ thì Mai mới có thời gian để Mai quay một cái bánh tráng miệng đây. Đó, chuẩn bị tráng miệng nha. Giờ Mai mới có thời gian Mai quay. Đây xe bơ đây, dễ thương đây. Đó, cô chú anh chị bạn thấy không? Bây giờ là Mai ra chào mọi người ra về nhá. Cũng là lúc 2 giờ sáng mà cô chú anh chị các bạn thấy không? Mọi người vẫn ở lại nhá. Nói chung là chỉ có một vài người ra về thôi, còn hoàn toàn là số lượng khách vẫn ở lại nguyên. Mọi người vẫn hòa nhịp nhảy bình thường. Bên ngoài đây là cái bar,
Còn ở bên trong ấy là cái chỗ mà phòng ăn và mọi người vẫn nhiệt tình nhảy nhá. Mai ra mai chào mọi người về mà nhạc to quá đó. Thật sự là mỗi lần mà bữa tiệc như thế này ở làng á là phải diễn ra tới tận đến 4 5 giờ sáng họ mới nghỉ đấy, tại vì nhạc chơi thâu đêm và họ nhảy thâu đêm. Ok, cho Mai xin dừng video ở đây. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ thì cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.